buồn chuyện tiền. Năm một năm này biến động khiến lòng không thể nào mà tiến công. Nguyên một năm ta lo đi kiếm đồng tiền, xong ta khiến lòng phiền. Cuối năm rồi ăn ngủ cũng không yên, không có như ngày thường mà ta phải thay áo mới. Tiền lương là phải lì xì, khi con cháu tới đường xá thì tấp nập người qua đã kẻ lại. Tết tới là thấy thêm tuổi chứ đâu có thấy kẻ lại. Ủa vậy mắc gì ta? Mọi người ơi, chia sẻ nha, 10k rồi, ok, 10k, ok. Đây, em lên mã này cho mọi người nha, nhớ nha mọi người, mã 59 cửa hàng của em. Cà phê hòa tan, collagen, kỷ tử và táo đỏ, 6 trong 1 của nhà Trân Mộc. Mã 59 trong cửa hàng nha mọi người. Mã 59, mã 59, mã 59. Dạ rồi, ok, em qua mã này nha. Mã số 10, bao sang xịn miệng luôn nha mọi người. Đây, mã 60 trong giỏ hàng luôn nha. Cái này á hả, từ 399 em sale sập sàn còn 199. 199, 199, 199. Nói gì đây? Nước hoa này có thơm không chứ? Không em. Nước hoa mà em là thơm. Muốn thơm hả? Em tìm ép thơm á. Mà ép thơm cũng phải ép cho nó thơm, chứ nó cũng không muốn thơm nữa. Không có thơm. Rất là thơm, rất là thơm, rất là thơm. Lưu hương được 3 ngày không chị? Dầu thơm nào lưu hương 3 ngày? Em muốn lưu hương 3 ngày đúng không? Xịt nước mắm cho chị. Xịt nước mắm, xịt. Không xịt nước mắm, không xịt nước mắm, không xịt nước mắm. Em ơi em nhìn đi, Anna Lê đang ở trong penthouse. Penthouse? Penthouse thì làm sao mà bán đồ dởm được hả em? Bán đồ dởm? Không bán đồ dởm, không bán đồ dởm, không bán đồ dởm. Trước giờ Anna là chỉ là toàn xài mấy cái dầu thơm mà gọi là limited, 20, 30 củ một chai đó, không em. Nhưng mà từ khi biết em này á hả, trời ơi, mấy em kia lên đường. Lên đường, lên đường, lên đường. Dầu thơm gì mắc quá. 199 mà còn mắc nữa em. Mắc không? Em mới là mắc á. Mắc dịch. Mắc dịch, mắc dịch, mắc dịch. Thôi nữa. Trời ơi, chị ơi. Nói chị hoài, chị lái chim mà chị chửi hết. Cái này chửi tới người kia. Chị không ăn gậy cũng uổng lắm. Lai chi mình phải vui vẻ lên. Cộc cằn cái gì sao bán ngân hàng? Tao nhìn cái tóc mày là tao cọc rồi. Em nghe cái miệng chị nổ em cũng cọc nữa. Cái miệng có nổ thì mới có xô. Cái miệng mà nổ là lỗ. Lỗ gì? Bán một lời mười. Lỗ gì? Lỗ đầu nè má. Tao ném đá lỗ đầu á. Nếu mà tao ném đá mình thì mình kêu là người ta xui, mua chúng hàng pha ke, không phải tại mình. Chị sống vậy sao mà chị sống dai được hay thiệt á. Sống vậy mới có tiền là trả lương cho em mới đã. Đã là con nào? Là mày á. Trời ơi cái miệng chị quá trời rồi. Giọng nhẹ nhàng mà nói câu nào cũng sâu cay hết á. Sâu cay như vậy thì em mới say cái câu của chị. Ừ, say lắm. Say quá trời say luôn. Ừ. Tính tới bây giờ là em làm cho chị được 9 tháng 10 ngày rồi đó. Em làm gì để được con số đó? Làm gì má? Trời, cái bà này bà thấy giống chết luôn, ai làm gì bà? Ý em nói là em làm trợ lý cho chị được 9 tháng 10 ngày. À, nhưng mà em nghiệm nha. Em thấy bữa giờ xô chậu của chị cũng đều đặn á. Ừ. Sao chị không kiếm cái nhà nào sang sang hơn chị thuê đi? Cái này như cái chuồng heo vậy, mỗi lần livestream né góc cực quá. Mấy ơi, em còn khờ lắm. Mà nở có bao nhiêu đâu, lấy đắp bên người nè. Thời buổi bây giờ quan trọng vẻ bề ngoài lắm em ơi. Cái lại quan trọng á là tìm đâu ra một chủ nhà tốt không Thục Hiền? Đúng Thục Hiền luôn á, vừa ngồi thiền vừa hì hục. Ôi trời, ngồi đi có dông đâu, nhắc tới có liền trời. Dông là hai đứa bay dông, dông ương bội nghĩa. Cho tụi bay thuê nhà, mắc cái gì bắt tao phải tháng nào cũng phải đi đòi tiền nhà hoài vậy? Nợ gì nợ dai quá vậy hả? Từ lúc tụi bay dọn về đây, cái này không còn là cái nhà bình thường. Là sao anh?
Mày nghĩ đi, ông già tao ở bển đang ngáp ngáp rồi, tự nhiên bây giờ đang ngồi tính là không biết đưa ổng đi đâu. Đâu bên đây vang lên tiếng là đi mã 59, đi mã 59. Lên đồn, lên đồn. Cái đó luôn, cái đó luôn. Muốn già tao đi hả? Hả? Làm ơn để ông già tao ngáp được ngày nào hay ngày đó được không? Hả? Rồi còn shipper đồ nữa, để hàng ở giao hàng chất đóng đầy cửa. Biết rồi, cái nhà này đâu có như cái nhà bình thường, này giống như cái chợ Bình Điền. Đâu, nếu mà nói vậy là cái này là chợ Bình Tây, còn mình bán cá mới là chợ Bình Điền. Mày Bình Hưng Hòa. Tôi Bình Hưng Hòa thì anh cũng Bình Hưng Hòa. Ba anh mã 59 thì tôi cũng phải mã 60. Nè nè, cỡ mày là Hòa là Chí Hòa luôn. Chí Hòa thì anh đâm chém tôi cũng tù tội. Ôi trời ơi, chung ok. Ôi anh ơi, anh bây giờ mắc bạc co lắm rồi. Anh bình tĩnh, bình tĩnh mà. Em có làm thì mới có tiền trả tiền nhà, trả nợ cho anh chứ. Trời, đúng không? Anh nhìn cái thùng này đi nha. Anh thấy cái nào đẹp, hợp nhãn, em tặng anh. Tặng luôn, tặng luôn. Khỏi, khỏi, khỏi tặng, khỏi tặng. Ở đây không có chơi cứng nha. Nợ cái gì trả cái đó. Đồ mượn tao còn chưa trả mà mở miệng ra đòi tặng. Tính cứng hàng hả? Hả? Biết bao nhiêu đồ hiểu đây nè. Mày còn chưa trả tao nữa, mày đòi tặng. Thôi mà anh, bây giờ mà anh đòi lại, khác nào anh thu hồi dụng cụ hành nghề của em. Mà bây giờ anh đã lỡ cho mượn rồi, hay là anh cho em mượn thêm dăm ba tháng nữa. Tao thấy cảnh này quen lắm, như tao đang bị đề cho vu á. Tao gặp cái cảnh này tầm hơn 100 lần rồi. Là sao anh? Là không có tháng nào trả hết á. Tháng nào cũng hứa hoài à. Trời ơi, bây giờ làm ơn đi, giờ mượn cái gì đem cái đây trả hết lại cho tao, lột ra. Rồi, em lột, em trả. Thở mày lột rồi tao quăng xuống lầu luôn. Nhà hàng xóm mới mở spa hả tao? Để tao nói hai đứa nghe nè. Thực ra vừa rồi không phải âm thanh từ spa, mà là hồi chuông cảnh tỉnh báo hiệu giờ thân đã tới. Mỗi ngày vào khung giờ này lại có một âm thanh nho nhỏ vang lên, nhắc cho ta biết được là không tham sân si, bởi cõi trần là cõi tạm. Ta phải hoan hỷ không chấp nhất những người có lỗi với ta. Dạ. Ừ. Thôi, ta đi đây. Dạ, thầy về. Dạ. Thoát một kiếp nạn. Thoát kiếp nạn nhớ đừng sống khốn nạn nha con. Tao còn ghé nữa. Giờ sao mày? Thì giờ chị đi thay đồ đi, em quỵm canh cho. Mày cũng vô làm lại cái tóc mày đi chứ. Mừng khai trương quán mì của cô Hai Đại. Mãi vô, mãi vô. Nhân viên làm không ngớt việc. Làm việc coi có đứng đó. Không phải nghỉ mệt đó mọi người. Công việc nhiều quá, bé đứng nghỉ mệt xíu thôi. Sao? Quán đông dữ lắm. Đây nè, tô mì hả? Có ngay. Coi tô mì coi. Đây. Trời ơi, mì là phải chất lượng như vậy nè. Mọi người tới, mọi người kiểm định, mọi người biết liền. Ăn mạnh vô anh trai. Dẫn bồ đi mà mặt cọc quá. Wow. Trời ơi, mỹ vị trần gian. Có mỹ nhân ngồi ăn mì. Đẹp gái quá, thơm quá. Bữa sau vô menu chị nha. Điên cưng tới đây được 5 tô miễn phí. Bà này khỏi đi bà ơi. Nhìn mình tưởng miễn phí không có đâu. Anh trai ăn vô, ăn mạnh vô. Người ta kêu ăn mạnh vô người ta mới tin, hiểu không? Ăn mạnh vô, ăn con tôm lên trên. Ăn vô. Ăn vô coi. Trời ơi, nhát nhát. Thấy điện thoại vô khớp, mọi người thông cảm nha. Quán đông quá, cái kiểu ổng liền diễn con khớp. Trời ơi, đông quá nè mọi người. Mãi giờ mà vô với cô nha. Anh bắt cây ghế ngóng trông em về cho anh ly nước. Nhân viên nhanh nhạy không? Bắt chụp. Trời, tuyển cái đây đâu có dễ. Phải lịch sự lễ phép. Thử người đi. Trời
uống đi, ngọt ngay. Pha cái ly trà cũng không xong nữa, cái chuyện gì cũng phải tới tay tôi. Tới tay chị làm đi, mắc gì chị lèm bèm hoài vậy? Tụi em nhân viên mà, nói chuyện kỳ vậy? Chị chủ mà chị trịch thượng quá. Nãy giờ chị mắng yêu đó. Ai yêu chị đâu mắng. Thôi rồi, coi như xin lỗi đi. Nãy giờ chị cảm giác chị hối lỗi quá. Không may mình yêu nhau. Gớm quá, chị làm gì vậy? Nói chị biết đây là Sài Gòn chứ không phải là Los Angeles đâu nha. Mà chị thích làm gì chị làm. Bé này láo. Không lẽ chị đuổi em? Mặc dù chị rất là yêu em. Thôi, tôi nghỉ đi. Tôi là tôi muốn nghỉ từ cái giây phút tôi pha cái ly nước ngọt ngay này rồi. Tôi biết chị bị tiểu đường mà. thấy diễn hay không mọi người? Trời ơi, tôi kêu con bé nó diễn gì đó. Điển chi biết không? Hôm nay ngày khai trương mình phải tạo một cái cú twist drama rồi vô. Bây giờ nó ra ngoài nó mang cái bánh kem vô liền á. Không có gì hết. Bình tĩnh nha mọi người. Mọi người bình tĩnh nha. Trời là à xinh lắm đúng không? Trời ơi, nhân viên của hai lẫy là phải xinh lắm chứ gì nữa. Nhỏ ngồi cái bên mặt như bị chó cắn. Không có gì đâu mọi người, đừng có nói vậy, nói liễu làm teo giờ. Bình thường là vui tính dữ lắm, nay đang bận đếm tiền nên phải tập trung. Cái mặt hơi cọc vậy thôi chứ không có gì hết nha. Ê bé, anh cười cái cho cộng đồng mạng coi coi. Trời ơi, em cười hay em méo vậy? Cười như vậy là người ta nói chị ăn hiếp em. Ủa chứ không phải hả? Chị hiếp em miết mà. Sao trên đây là nói mấy cái chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó có phải chuyện kia không? Hay là chuyện nọ? Chị ăn hiếp em thì em nói chị ăn hiếp em. Hay chị hiếp nhiều người quá rồi chị quên rồi? Trời đất ơi, nên ngày khai trương hay ngày khai trừ mà sao đứa này đứa nọ nó phản mình vậy trời? Đúng, hôm nay tôi chính thức khai trừ bà ra khỏi cộng đồng luôn. Đàn ông. Đúng rồi, sau gần ấy năm chị tưởng là chị là đàn ông hả? Xin lỗi bà, tôi mới thật sự là đàn ông nè. Là đàn ông. Đi. Khỏi bà khỏi đuổi. Quán của ba nhân viên rồi, đuổi hết hai nhân viên rồi. Khai trương hồng phát nha. Cảm ơn à. Khỏi. Thank you. Biết. Diễn rồi mọi người. Cái đó là cái tiểu phẩm thứ hai mà cô Hai Lẫy muốn gửi đến cho mọi người, một cái không khí thật là xôm, thật là có cái gì đó drama, mọi người hiểu không? Trời ơi, hãy tới đây. Tới với cô Hai Lẫy là sẽ có những cái... Ủa? Út Sượng. Út Sượng nè mọi người, Út Sượng đầu bếp nè, ngồi đi Út Sượng đầu bếp ơi. Trời ơi mọi người thấy không? Hôm nay Hai Lẫy không những mời được khách mời nổi tiếng như là Út Sượng đây, mà còn một người rất là đặc biệt nữa, mọi người đón chờ nghe. Mấy đứa chuẩn bị đồ ăn cho khách mời chưa ta? Đẹp như thơm quá anh Lê ơi. Hôm nay cô Hai cũng xinh lắm. Trời ơi cô Hai mà. Mẹ ơi. Yêu. Cầm tay. Cầm bà này nè. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón Anna Lê đến với tình yêu, đến với cầm tay chân đứa trong giao thừa. Nhân dịp khai trương quán mì của cô Hai Lẫy, hôm nay tôi đã mời đến đây hai vật cộm cán nổi tiếng. Người đầu tiên chính là nhà sáng tạo nội dung Anna Lê. Đó
đối thủ nặng ký của cô chính là Út Sướng. Người đâu lên món. Sao em nói với chị, chốt này là chốt liệu với quán ăn. Tình tối đây thi ăn vậy? Em đâu có biết đâu. Vì con hay lấy và nói Út review, kiểu nhận review. Mình dán vào đi kiếm tiền Tết á. Ăn Tết hả? Ừ. Ăn mình ăn đi. Chị muốn đi về đúng rồi đó. Mấy lần rồi đó? Lần nào? Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời hứa tình yêu. Thông qua bài hát này, hai em cho cô biết cái đen đen trong cái thanh long là gì. Mời em. Dạ thưa cô, là hột thanh long. Ngu. Nặng lời nha bà. Ngốc. Ok. Biết gì không? Đó là trứng cá tầm. Mì thanh long trứng cá tầm là một sự kết hợp độc đáo mà cô Hai Lại muốn giới thiệu với quý thực khách nhân dịp khai trương lần này. Ít ai biết rằng để tạo nên một món ăn độc đáo như vậy, chính bàn tay cô Hai Lại này đã dùng cái cây lấy từng cái hộp thanh long ra tạo một cái lỗ. Và cũng chính tay cô Hai Lại cầm cái cây vô những cái trứng cá tầm vô từng cái lỗ mà cô đã lấy. Hay! Khen! Hay! Hay! Cô tổng công tác kìa. Trời ơi! Này mà cô Hai Lại gì? Nếu như cô Hai rảnh thì có. Với sự kết hợp độc đáo giữa hai nguyên liệu bình dân và luxury, cô Hai Lại muốn đáp ứng nhu cầu của quý thực khách ở nhiều tầng lớp khác nhau. Và đây là món của giới thượng lưu chuyên phục vụ xuyên Tết. Cho nên ai ở dưới hạ lưu muốn lên thượng lưu thì dùng ngay món này. Vì vậy trong vòng 1 phút 30 giây ai ăn hết tô mì trứng cá tầm thanh long này sẽ có cơ hội xóa nợ. Lộn, cơ hội chiến thắng. Thắng được gì? Anh là Lê muốn gì? Muốn đi về. Để hợp đồng. Giỡn. Trời. Giỡn á. Trời. Anh Lê háo hức lắm rồi. Mình bắt đầu thôi. Biết gì định hợp đồng cho rồi. Trời ơi, tiền của mình trời. Có nhiêu tiền với giới lên người hết trơn rồi. Dư dư được một xíu thuê mẹ chị chạy lấy le với lại chúng sanh. Em tin báu. Em đâu có tin báo đâu. Xem báo chị quá vậy. Đừng có nhận bi em cái chỗ gì nữa nha. Trời ơi, khổ quá à. Mấy cái chớp vậy nó mới nhiều tiền. Chị làm như chị nhiều chớp lắm vậy, chị chọn với chị lựa. Em ơi, chị đang xây dựng hình ảnh đương kim tuổi thơ. Ba mẹ Việt Kiều. Ba mẹ Việt Kiều mới ăn trứng cá tầm đó. Tầm bậy bạ có. Mì không mà ngon rồi. Chị trộn tùm lum tùm la vô. Nè, đó. Người ta coi chị lấy chim, chị ăn chị nhỡ. Thì ta vô ta chửi quán của ông Hai Lại quá trời kìa. Chị ơi. Trời ơi trời. Mà một người ăn có bằng hai người mời đi trời. Thúi quá. Yên tâm. Không nắm này. Không không cặp cặp này. Không đó. 20 triệu đi về quê tôi. Không. Nói tới câu. Chị ngon nước vô chân. Anh cảm ơn. Ngon. Làm miệng làm miệng. Con không biết liền. Sao chị thấy chị cũng ráng lắm mà nhìn nó giả chân vậy ta? Bình thường chị diễn cũng có thiệt đâu. Ê chị ơi, có biến à? Hết hồn. Chửi ghê. Như mọi người cũng biết đó, cái món mì tôm thanh long kết hợp với trứng cá tầm của tôi nè là sự kết hợp giữa ẩm thực luxury và bình dân. Bởi vậy nên tôi mới cố tình mời hai gương mặt đại diện cho giới bình dân và luxury tới thi ăn. Vậy mà chửi quá.
Thật ra Út thấy cái chuyện ngon dở không quan trọng, nuốt được là ok rồi. Lỡ có đau bụng cũng đâu có sao, có trúng thực thì mình đi bệnh viện thôi, miễn sao mình thấy mình an trong tâm hồn là được. Mình an bữa ăn về Út ói cặm cụi luôn á. Ở công tâm thì thấy bình thường ngon, cho nên ai mà chê là người đó xạo lắm á. Dạ ok ok. Khinh chán à. Không, thật sự mọi người thông cảm nha, tại vì coi cái clip này xong thật sự không thể nào kìm được nước mắt của mình luôn. Tại biết sao mọi người hiểu không, thương cho mọi người á, con người chúng ta mà ai cũng có một cái lỗ mũi để thở thôi, mà bây giờ cái lỗ mũi đó đem cho người ta dắt. Trời ơi, tức không? Tức chứ. Tẩy chai của Anna Lê giùm tôi đi. Chứ giờ tôi hỏi mọi người nè, đúng không? Ai có tiền trong đời cũng một lần ít nhất họ ăn qua trứng cá tầm. Đứa nào giàu có tiền mà không ăn trứng cá tầm là cái thứ tầm bậy. Mày bớt giả giàu lại giùm tao một cái. Mình có sao mình sống vậy đi ha. Làm sao? Ecoli Food Anna Lê giả giàu hả? Không biết hay quá vậy. Trời đất ơi, đúng rồi. Tôi làm gì có tiền. Không có tiền cho nên chị dám mua những cái đồ giống như vậy thôi. Trời ơi, nè tao nói cho mày biết nghe Anna Lê. Nè, ai cũng biết cái kế hoạch của mày hết trơn rồi. Mày làm ơn mày lột cái mặt nạ đó ra, mày sống giùm tao một cái. Không biết nhìn cái logo này, không biết Ecoli có biết là gì không ta. Trời ơi, mùi vị của sự nghèo khó nó cũng khác bọt nữa. Anh nói rồi, sống như anh đi, sống thật nó khỏe, chứ đừng có sống giả. Thì đúng rồi, đây là giả mà. Tất cả mọi thứ là giả hết, không có gì là thiệt. Ngay cả cái bill này cũng vậy, đồ giả luôn. Trời ơi, trời, bill giả mà nhìn y chang như bill thiệt. Ủa mà ngộ ha, khoe thì phải khoe cho nó đàng hoàng chứ tự nhiên gian gian dí dưới mập mờ vậy cưng, đúng không? Ví dụ mình chụp hình với cái bill mình chụp như vậy, à, cái tay mình để như vậy, hoặc là thắt tim, chứ tự nhiên như vậy. Ủa là sao? Che là che gì? Trời ơi, trên người Anna cái gì cũng giả hết trơn á, trừ cái sụn mũi thôi. Thanh chó nè. Ừ, mũi anh mũi giả đó cưng. Ừ, bình thường mà. Trời ơi, anh sửa thì anh nói có gì đâu che. Mũi anh giả nhưng mà tâm anh thật. Mũi cưng thật nhưng chưa đủ sức bật anh đâu. Thôi đất ơi, thấy chấn động ghê chưa. Nè, tao nói chốt với mày một câu nha Anna Lê. Kể từ bây giờ mày muốn thiêu chiến với tao hả? Không có cửa đâu. Cho nên biết điều thì làm ơn sống thật giùm tao một cái, bớt những cái content bẩn nha chưa. Ok, bye. Alo, lẫy hả? Bớt lẫy chưa? Trời ơi, biết ngay mà. Nãy coi cái lại chấn động luôn đúng không? Ừ, trời ơi, dòng cái thứ đó là để tôi, có tôi mới triệt được nó thôi. Rồi, coi tranh thủ chuyển cái phần còn lại cho tôi nha. Rồi, ok, bà mà chuyển chậm, cái like sao không phải Anna Lê nữa đâu. Là má đó má. Bye. Mọi người biết che cái gì không? Đúng rồi, che tên thật của người mua cái đồng hồ này. Và mọi người có biết đó là ai không? Đó chính là Thục Hiền. Mà Thục Hiền là ai? Thục Hiền là người đã mua chiếc đồng hồ đó và đồng thời cũng là chủ sở hữu của căn nhà mà Anna Lê đang thuê. Nó tự thuê tự nhiên ngượng miệng giùm luôn á Anna Lê ơi. Tại sao mình có kiểu như là xe xịn nè, đồng hồ sang mà lại ở nhà thuê? Why? Tại sao? Tại vì mình đâu có tiền. Túm cái livestream này lại là mọi người hãy nhớ cho tôi, tất cả mọi thứ từ nhà, đồng hồ tới xe hơi là của Thục Hiền. Quá trời người comment hỏi Hiền là ai luôn nè. Có người cũng biết Hiền là chủ nhà mình đang ở nữa. Chửi chị tao mày, block mày luôn. Đó, anh Hiền, anh nói với mọi người đi. Chứ để mọi người bóc phốt em quá là anh cũng an nghiệp đó nha. Dạ tôi Hiền nè mọi người ơi. Dạ, hôm nay tôi lên đây đính chính cho con bé. Thật sự là cái đồng hồ á là tôi bán cho bé rồi. Đó, còn xe là cũng của con bé luôn. Mà tại vì
bé nó chưa có bằng lái nên chưa có lái được, thi rớt đâu cũng 14 lần rồi, lần thứ 15 là đậu. Đúng rồi đó mọi người ơi, cái đồng hồ này là chị em mua chính chủ nha mọi người nha, mua đứt chả đủ hết công nếu một cái đồng nào. Ủa cái gì? Sao nó vậy mà cứ chị đi mà. Ôi tao thiệt nè. Nói gì vậy? Ai chơi vô mặt tài chơi cái gì cái tay này quá. Tới giờ tu thiền. Thật ra mọi người cũng đã thấy, nói chung là tất cả chỉ là hiểu lầm, chứ con bé nó đâu biến gì đâu. Dạ, dạ. Em cảm ơn mọi người nha, em xuống like nha. Nổ rồi. Bùng nổ livestream 30.000 mắt xem. Hồi nãy nữa nha chị. Trời ơi, mắt xem thì nói mắt xem chứ bây giờ vừa nổ rồi đổ rồi. Trời ơi, đang mọi người nói gì? Người ta comment là tin chị, bên chị, chê hay chó, kinh hay chó. Phải vậy chứ, vừa lắm. Nè. Anh đưa cái chuyện với người ta. Nổ xe. Mày ơi, quá trời ơi. Đúng là Thục Hiền, vừa thiền vừa hiền hục. Trời ơi chị ơi, cái live stream rất là hot luôn nha chị nha. Bây giờ tạo meme các kiểu nha. Chị với ai chó hả, nổi tiếng rần rần ở trên mạng xã hội luôn. Em nghĩ là mình phải nhân cái cơ hội này nè, mình quậy tung lên, mình làm dữ lên. Ông em, chị là mỏ vàng, sao đứng ngang hàng với mỏ hổn? Rồi không hổn thì thôi, thay đồ đi, tới đi khách. Đi gặp khách. Không có nhận mấy cái booking sàm sàm á nha. Biết rồi. Đi, em bên em dựng clip. Có muốn trễ deadline không? Muốn không? Hi, anh Ali. Mình muốn booking á. Sao? Vô thẳng vấn đề. Hi, anh Ali lần thứ 2 nha. Trời ơi, đúng là Việt Kiều có khác. Thơm phức. Chưa tới Tết mà bán mài sớm quá. Vô thẳng vấn đề. Đúng là Anna Lê có khác. Đúng. Thôi, giỡn nhiêu đó đủ rồi. Ghẹo con gái chút xíu thôi. Tại biết sao không? Anh thấy dòng vía của hai đứa mình á, nó hợp nhau dữ lắm. Cãi nhau có mấy câu trên mạng à, mà gần 30.000 người coi. Trời ơi, em nghĩ đi, 30.000 người coi. Người ta coi là coi drama của một người hot, chứ ai mà coi mấy thằng bóc phốt câu view. Lêu. Yeah, I'm fine, I'm okay, Cantana. Tinh. Anh giỡn chứ nghĩ sao mà anh giỡn em được. Trời ơi, một người dễ thương, xinh đẹp duyên dáng như em, làm sao mà giỡn được chứ. Em, collab với anh đi. Collab đi. Tính ra da mặt anh nó làm được 80 vị con tấm bì luôn á. Không bé ơi, bây giờ bé mà chịu collab với anh đi, không những có cơm tấm bì mà còn có nguyên một combo luôn đó. Wow. Đâu? Nói từ anh đang nghe chót vậy nè. Phải rồi đúng không? Giờ vậy, đầu tiên á, anh sẽ dắt em đi gặp Thục Hiền, xong sau đó mình sẽ bá mặt một lời. Trời ơi, lúc này á là lượt người xem tới đỉnh điểm. Xong cái bất ngờ nha, anh trở mặt, anh xuống nước, anh xin lỗi em. Trời ơi, nhưng mà em ra cho anh một điều kiện nha. Trong thời gian xin lỗi đó, anh phải chứng tỏ cái sự ăn năn hối cải của mình. Thì lúc đó mình tương tác với nhau nhiều quá mà, cái mình phát sinh tình cảm. Trời ơi, sau đó là hàng loạt clip content về couple ra đời. Trời ơi em ơi, lúc đó kênh của hai đứa mình mặc sức mà bào kiếm tiền. Bọn không kịp thở luôn á. Khoái rồi đúng không? Không. Ủa alo. Cho hỏi cái là động lực nào để anh bước chân tới con đường này vậy? Anh đừng làm content nữa.
anh đề cử anh vô bộ trưởng bộ lạc quan đi. Chín chó. Ủa em sao vậy em hả? Em uống não hả? Trời ơi, một cái kế hoạch nó quá tuyệt vời như vậy mà em từ chối làm sao vậy anh A Lê? Anh không hiểu luôn á. Em thấy không, trên mạng đó bao nhiêu đứa nó đâu có yêu nhau gì đâu, mà nó vẫn làm content couple đó thôi. Từ người thường trở thành người thương, xong trở thành người có sức ảnh hưởng. Với lại anh với em đâu phải là bá dơ đâu, anh với em đều có nền tảng mà. Bây giờ tụi mình sáp lại là bá luôn đó em ơi. Bá mà. Ừ, anh bá cho tụi anh nút mà. Ê tự ái nha, anh không hiểu sao cái mặt anh nó uy tín vậy nè, mà gặp anh á ai cũng nói anh là kiểu như là muốn phen người này người kia. Buồn á. Ừ, buồn hả? Ừ. Trời, ủa gì chứ làm sao? Em thấy ai mà đang hot hot á, anh cũng nhào vô hết trơn á đó. Ủa anh nghĩ như vậy á, đã thành nghệ sĩ hả? Anh lâu lâu anh có mời nghệ sĩ qua nhà livestream mỗi đêm thôi chứ anh có làm gì đâu. Ủa chứ em không phải vậy hả? Em cũng muốn được trở thành người nổi tiếng, được người ta công nhận như một celeb đó thôi. Bậy à, khúc này anh bậy rồi. Người nổi tiếng với nghệ sĩ khác nhau nha. Mình phải biết mình là ai chứ. Thôi đi em ơi, con cáo bị đặt dê nho chua, tới khi không có phải mua tốn tiền. Đời đâu có trả cá xê đâu, diễn chi cho nó mệt. Sống như anh nè, đơn giản, sống thiệt lên, nó khỏe. Ừ, ok. Ừ, sống thẳng nói thật nè. Ok. Ừ, không làm. Bye. Chín chất. Hả chờ. Ủa mấy cái hình này mà đăng lên ha. Ôi, rồi cái này mình đặt cái cáp gì cho nó hợp ta? Anna Lê Booking Equally, để mà công kích tạo drama trên mạng xã hội. Ê chấn động nha, giới trẻ bây giờ nó manh động lắm, mấy cái tin gì dễ gì nó bỏ qua. Sao? Collab đi anh Xóa. Collab đi. Thôi giờ cho em 3 giây để suy nghĩ ha. 3. Má. Anh, bây giờ anh muốn lên bàn sao? Cái bạn này là admin bên bay á. Admin mới hả? Dạ. Trai gái cưng? Em gái. Gái hả? Dạ. Người chắc nụ quá vậy. Dạ anh chào anh Hải. Hải gì má? Anh Hải đó. Hải gì? Hải chặn đó. Cắt dây chặn mày giờ à. Ờ hai mà anh Hải chết rồi ha. Ê mà giống anh Hải nha. Nó nói gì vậy? À ý nó nói là Hải chặn ở trong phim Thạch Thanh Lý Thanh đó anh. Em bớt coi phim lại đi gái. Anh là Ecoli. Ecoli. Bali. Bali hả? Bali. Ủa rồi sao kêu làm cho ngôi sao nổi tiếng dữ lắm mà làm hại ta giảm giá quá trời luôn á. Rồi có làm không? Dạ có chứ, làm để mà kiếm tiền ăn Tết. Em có tiền ha, em về để em lì xì cho ba mẹ em nè, cái mua quà cho mấy đứa cháu em nữa, chỗ đó đã. Thì giờ như vậy, anh muốn là con Anna Lê đó, nó dụ dỗ anh là Ecoli đó, tạo ra ma ở trên mạng. Bây giờ anh muốn em lên một cái bài, nó ngắn gọn, nó xúc tích, nó vừa sang nhưng mà phải hổn. Ok không? Dạ được, chứ nghề của em mà. Vậy thì bây giờ Anna Lê Lê Thê Lết Thết, tranh thủ trước Tết Lết gặp Ecoli. Mấy cái này mày lẹ lắm. Làm nghị luận xã hội hả gái? Anh nói là cái tựa nó ngắn gọn, nó xúc tích thôi. Lại đi. Ngắn gọn xúc tích hả? Ừ. Vậy thì ê cô Ly. Ừ. Bẩn. Mày đang chửi tao luôn đó. Anh book em để chửi con nhỏ Anna Lê em ơi. Vậy thì bây giờ em có một cái tip. Ê, cô Ly bị Anna Lê dụ làm content bẩn. Ê, được nha. He, dính bẫy rồi he. Trời ơi, hẹn ta ra đây dụ người ta xong giờ có tiền cái đầu mua chuột đâu mà dắt mũi vô lượng á. Phải. Bắt tại chặn nha. Anh bút em đó gái. Anh trả lương cho em đó gái. Có khùng không? Chửi là chửi con nhỏ kia. Quên. Giờ em làm liền. Vậy bây giờ nó nghe nè, tranh thủ chuyển tiền cho tôi đi. Cái đầu tôi giờ tôi đăng bài liền luôn. Vậy nha. Lên mày bút nhỏ này ở đâu vậy?
Dạ, trong mấy cái nhóm mà cách tin diễn viên miền Nam á. 300.000 ngày phải không? Dạ. Lần này thôi nha. Anh lên anh, thủy quân ra trận, mấy cái trang khác lên bài rồi kìa. Phải vậy chứ. Anna Lê, bớt chảnh chẹ với anh đi cưng. Lần này anh cho cưng chết chìm. Nhưng 10 điểm không có nhưng. Có nhưng. Không có nhưng. Chìm rồi anh ơi. Chìm rồi. Cái gì? Chìm rồi hả? Ê, con nhỏ này hay nha. Thường người ta lên clip á, là cả ngày sau mới viral. Con nhỏ này mới lên thôi mà có Anna Lê chìm rồi hả? Không phải, mình chìm á. Bà Anna Lê lên clip đến chính rồi nè. Ủa thì sao, bình thường mà. Nhưng mà người ta tin bả. Không cho nó. Má nó xui. Ra đường không coi ngày mà gặp Hà Bá gì đâu không à. Ủa tên thiệt của bả là Hà hả anh? Hà là tên má mày đó. Ủa má em tên Cúc mà. Cúc. Ủa nói gì cũng bị đuổi nữa hả? Kỳ trời. Đầu tiên á, anh sẽ dắt em đi gặp Thục Hiền, xong sau đó mình sẽ bá mặt một lời. Trời ơi, lúc này á là lượt người xem tới đỉnh điểm. Xong cái bất ngờ nha, anh trở mặt, anh xuống nước. Mọi người thấy bẩn không? Vụ mình coi lát mình không chịu, xong đi bài vu khống mình tạo dựng đam mà bữa giờ. Hèn, chị không ngờ em là con người vậy luôn đó Phúc Báo. Em thích scandal lắm đúng không? Thích bị chúng chửi lắm hả? Nhắm làm người đàng hoàng nữa thì làm, mà không thì qua làm như nó đi, chứ dẹo cũng cứ đường đó. À, em á, giờ nãy giờ em đang coi phim, tới có mày người gây cấn lắm. Em đâu biết đâu chị nói gì, chị nói lại em nghe. Gì vậy? Ê, bạc kiểu đó. Bạc tai không sợ hả? Ở đó mà lo bạc chịu. Nhưng mà chị phải nghe em giải thích đã. Khỏi. Giờ chị muốn làm sao? Chị muốn em nói cho chị nghe lý do vì sao em set up cái cuộc gặp đó. Tại giải thích đó mẹ. Hồi nãy con hỏi mẹ, mẹ ơi cho con giải thích nha. Khỏi. Sao bây giờ kêu em giải thích? Làm sao vậy? Thì con nói. Cái vấn đề là em đâu có biết cái thằng đó nó bút đâu. Tại vì lúc nó bút nó đổi tên chứ bộ. Em mà biết hả, em không có nhận đâu. Ai biểu không chịu đi điều tra? Phim Tết này phim cô Nam mà điều tra. Có em á là thành phim cô hồn rồi. Ê gì mình đỡ qua mình chiếu Gầm đi. Gầm này sẽ giới thiệu bộ phim Mắt Gì Rầm. Ê chị hãy chiếu Du Lan đi chị. Sáng cho ba má em coi, báo hiếu ba má em luôn. Ba mẹ chị gọi. Dạ con nghe. Na à, có nhớ mẹ không? Nhớ à, đang làm gì đây? Có, nó đẻ ra mày. Trời đất ơi. Gì vậy? Ủa rồi ai đẻ ra nó? Tôi. Ừ, vậy bà là con gì? Đừng hỏi vậy. Tôi đang bị liễu mà. Liễu gì kỳ cục, con đụng cái liễu, đụng cái liễu. Con chó đẻ ra mày. Nữa à. Để yên tôi nói chuyện với con. Sao con? Ờ, làm việc bận rộn quá con, rồi chừng nào về? Dạ là sao ba? Ủa? Ừ đó cơ. Nhỏ lo làm quá rồi quên ngày tháng luôn hả con? Sắp Tết tới nơi rồi còn gì? Dạ không phải. Thấy không cần thiết á, cho nên là... Trời ơi, cái gì không cần thiết? Con nói vậy mà con nghe được hả con? Cái chuyện mà Tết nhất về thăm cha mẹ mà con nói không cần thiết. Vậy ai đẻ con ra, con chui từ đâu ra? Hả? Mày đầu đường xói chợ hả? Thôi đừng nói vậy. Nói vậy ra ta tưởng tôi bà đẻ nó ra liền ngoài đường không nuôi đó. Ông mới nói đó, chính miệng ông nói á. Con về ha, nói con nghe. Cái tên của con á, hồi đó lúc mà ba mẹ đẻ con ra đặt tên cho con là có ý nghĩa hết. Tên là gì nè? Lê Thị Trái nè. Sao tự nhiên có chữ trái không trọng nữa? Tại chắc tôi lộn rồi. Rồi Lê Thị Na. À. Làm sao ba loại trái cây ghép vô cho nhau đúng không? À mà nhắc tới trái cây ta liên tưởng tới cái gì? Mâm ngũ quả. Ai hỏi bà? Ông mới hỏi đó. Hỏi con mà. À ừ đúng đó con. Mâm ngũ quả ha. Nhắc tới mâm ngũ quả, người ta nói tới ngày gì? Ngày Tết. Nữa hả? Tôi liệu. Đó, tức là đặt cái tên này cho con á là muốn cuộc đời của con nó vui như ngày Tết. Đó, vậy mà tại sao? Con không vui con. Đâu con vui mà ba.
Ủa vui hả? Vui mà sao cả triệu năm rồi con không về thăm ba mẹ? Gì triệu dữ vậy? Nói cho nó quan trọng chút vậy thôi. Ừ. Phải về mới là vui hả ba? Với lại á, Tết người ta trả tiền nhiều lắm. Bây giờ con về quê á, ba mẹ có trả tiền cho con không? Trời đất ơi, bây giờ nó đòi tiền tôi với ông nữa. Nó kêu mày về thăm tao với lại ba mày, tự nhiên mày đòi tiền là sao hả? Ấy, trời đất ơi, để tôi nói chuyện với con. Tôi nói để tôi. Để tôi. Tôi nói để tôi. Rồi xong luôn. Rớt mẹ cái điện thoại bể luôn rồi. Khỏi nói luôn đi. Coi như nãy giờ không có nói gì hết trơn. Bực mình quá. Gì nữa vậy trời? Mắc gì Tết không biết nữa. Kỳ cục kia không? Bà nói kiểu đó giống như là muốn con mình nó đi luôn hay sao vậy đó. Cho đi luôn đi. Ừ, nó chưa có đi đâu mà cái điện thoại tôi đi trước rồi kìa. Tệ ông. Bỏ luôn. Còn với cái. Chị, em thấy Tết này chị đâu có chớp đâu, sao không về quê ăn Tết đi? Em nhiều chuyện quá. Liên quan gì tới em? Liên quan sao không liên quan? Mắc gì? Chị phải được nghỉ mới được nghỉ chứ. Muốn nghỉ hả? Muốn nghỉ. Trời, em nghỉ luôn giùm chị bây giờ cũng được nữa. Chị cảm ơn. Ờ, khùng quá. Điên khùng, điên khùng. Muốn nghỉ. Khùng. Đúng nhà này không mày? Dạ đúng. Em tìm hiểu kỹ lắm anh. Trước khi vô cái nhà này là phải đi cầu á. Gì? Vô đây là bị đau bụng hả? Không có, cái cầu nhỏ này nè. Nè. Ê! Ê! Ấy! Ấy! Anh ơi, không ấy mình kiếm người khác đi anh. Sao vậy? Chứ hình như chị này bị điếc. Không, cái ngữ này vậy đó. Mày để tao nè. Mày đi! Hả? Gì đó? Ủa, đi đâu mới về đó? Mới đi chùa về. Ôi trời, quan hệ. À, chị Đà Phật. Cảm ơn, cảm ơn. Thấy chưa? Cố tình giả điếc để tạo điểm nhấn thôi. Chứ nó thính như quỷ á. Nè, không có thả thính nha. Tôi có bồ rồi đó. Không dám đâu. Dòng thứ này có nước thả chó ra cắn thôi chứ. Ê? À, không phải giỡn giỡn. Ý nói là cái mặt xinh như cuốn nó muốn bắt về nuôi ghê á. Ấy cho hỏi câu được không? Cái nhà này có phải là của... Thôi đi! Hả? Tôi đi guốc trong bụng mấy người mà. Cái người định hỏi nhà này có phải là của tôi không? Đúng. Nó là của tôi đó. Thì sao chứ? Để hàng ngày mấy người qua đây, mấy người chở tôi đi chơi, đi uống cà phê, đi nhảy đầm. Rồi sau đó tôi bệnh thì đút cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống, rồi đưa tôi đi bác sĩ. Lúc đó bác sĩ mới thông báo là đã 3 tháng rồi. Lúc đó mấy người liên tục hỏi tôi, đây có phải là con của các người không? Tôi giải thích cỡ nào, các người cũng không tin. Tại vì sao chứ? Bởi vì đó chỉ là cái cớ. Cái cớ để mấy người chia tay tôi mà không bị mang tiếng phụ bạc. Đồ tàn nhẫn. Mẹ con tôi sẽ nhảy xuống cái hồ này để rửa sạch nỗi oan của mình. Đừng có cản mà. Nè. Sao không cản? Không ai cản luôn má. Không ai nhảy xuống chết lẹ lẹ để cho hết dai sớm. Dạ bộ cản cái đi. Anh ơi, hình như chị này bị ô giờ thinh kinh á anh. Nó ô giờ thần kinh thì có. Nè, nãy giờ giỡn thôi. Lần đầu gặp mặt giỡn cho vui thôi. Chứ tôi là tôi bình thường. Không. Tôi bình thường. Nè, các người làm gì vậy? Nè, các người đừng có thao túng tôi. Đừng bắt tôi ăn mì hút mê. Rồi sau đó lấy thần của tôi đem bán cái gì. Thả tôi ra. Nè, muốn được. Thả tôi ra. Nè, tôi không phải là đàn ông. Tôi giả gái gì đam mê mà. Thả tôi ra. Anh ơi, hình như chị này mới là Hải Chằn nè anh. Sao mày biết? Tại bà chẳng hài. Tao thấy mày hài hơn bà luôn á. Phải có căng lắm mới thấy được ai đang khóa tay nó đó. Ủa mà tự nhiên anh định hỏi bà gì vậy? Thì tao xác nhận đây có phải nhà anh A Lê hay không nè. Xác nhận gì nữa, nhà này của anh A Lê mà. Em tìm hiểu kỹ lắm rồi. Chắc chưa? Chắc. Lần này mà lộn nữa, tao cho mày cút đó. Gì nữa? Ông bỏ hết lần rồi đó nha, cút rồi tính mẹ em mà. Cái mẹ mày, ai quan tâm? Quan tâm mẹ nó thôi, vô. Ok chưa? Ok đúng không? Check check.
Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ekuli Gì Cũng Biết. Và ngày hôm nay, một chiếc show rất mới vừa cho ra đời với tên gọi Nhà Ải Nhà Ai. Và trong cái chiếc show này thì Ekuli sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người không gian sống của những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một cái tên rất là quen thuộc mà được giới trẻ quan tâm một cách nồng nhiệt, đó chính là ai ạ? Chính xác, đó chính là Anna Lê. Một cô nàng tiểu thư nè, giàu có nè, trăm anh thế phiệt. Thì không biết là không gian sống của họ có khác gì với không gian sống của những người thường như chúng ta hay không? Mời mọi người cùng khám phá nha. Yeah. Hơi kỳ nha mọi người ha. Ủa, tôi nghĩ á, trăm anh thế phiệt, nhà giàu là người ta ở là biệt thự villa, chứ ai ở nhà cấp 4, cấp 3 vậy ta? Ngộ ha, ủa kỳ ha. Rồi, rồi, ôi, nhà có trồng nguyên cái cây nhãn nè mọi người. Mọi người biết cây nhãn này là tên gì không? Nhãn nhục đó. Giàu mà ở cái nhà này là còn nhục hơn cây nhãn nữa. Ê mà không phải đâu, chắc là kiểu người giàu người ta đi định cư nước ngoài, xong người ta giữ lại cái nhà tổ, cái nhà gốc á. Ờ, để lâu lâu người ta về nước cái người ta kiểu gợi nhớ lại ký ức ngày xưa, chắc vậy ha. Chứ ai mà giàu mà ở mấy cái nhà như vậy. Thôi bây giờ theo chân của Ekuli vào trong thì mọi chuyện sẽ rõ. Let's go. Let's go. Có ai nhà không? Sống phải biết điều, để làm liều không có sợ chết. Vô. Có ai không? Excuse me. Bibo có trong house không? Ngộ nha mọi người, như nhà quan chết chủ vậy đó. La nãy giờ mà không có ai ra đón hết trơn á. Trời. Cố hay không cố? Hết hồn à. Ra không nói gì lù lù ra vậy. Kiếm ai à? Kiếm Anna Lê. Biết không? Anna Lê á. Lê nào? Lê hot rần rần trên mạng hổm rài đó. Tại vì tôi là bạn của Anna Lê ở trên thành phố xuống. Hôm nay đang quay phim nè anh. Quay phim. Thì làm một cái chương trình truyền hình thực tế thăm nhà người nổi tiếng. Thì hôm nay là tới thăm nhà của Anna Lê. Mình là ai? Lùi. Lại, không sao, sao. Lại, rồi, ok, hai, ba. Lùi ra. Mình định nuốt khán giả luôn hả? Mình giữ khoảng cách cho nó đẹp ha. Lại, không cảm. Khó chịu quá. Không gì đâu khó chịu. Thôi, giới thiệu lại nè, mình gửi lời chào đến quý vị khán giả. Rồi, mình là ai? Tôi là Chí Khang. Tôi nông dân, bán nông sản. Ai mua nông sản liên hệ tôi nghe. Nông dân hả? Ờ. Nông dân dữ chưa? Bán nông sản mà nhìn sang vậy cha. Có tiền cha. Nông dân có tiền. Rồi nhờ Khang ha. Rồi nhờ Khang nói là cái nhà này là của ai hả Khang ha? Nhà Anna Lê. Lê Thị Na. Anna Lê. Lê Thị Na. Lê Thị Na là tên thiệt của Anna Lê hả? Trời ơi, cái tên nghe sang ha. Sang trong ngoặc kép á. Rồi đây là nhà của Anna Lê. Đúng nhận sai cãi. Chỉ cần gật đầu cái giùm tôi thôi. Nhà của Anna Lê. Rồi thì... Ê bậy nha. Ê không phải mọi người ơi, bé nông dân này hơi nông nổi hay sao á, giỡn không có vui nha. Ê dạ, đau. Thiệt. Tôi được biết á, Anna Lê là trăm anh thế phiệt, ba má là Việt Kiều, ta có tiền, ta giàu vậy, nghĩ sao ở trong cái căn nhà nó tiêu điều như vậy. Ghê. Hôm nay hai lẫy mời Anna Lê tới đây là để thành thật xin lỗi Anna Lê, mong Anna Lê tha thứ cho lẫy. Sự việc vừa qua thì lẫy thấy lẫy sai, rất là sai. Lẫy ngu nhiều, ngu hoàn toàn, rất ngu. Cho nên ngày hôm nay lẫy mời Anna Lê tới đây là để năn nỉ xin lỗi Anna Lê. Anna Lê tha thứ cho lẫy nha. Chị cũng là chị lớn, chị thỉnh em qua đây. Chị nói như vậy, em nói gì nữa? Vẫn nói gì hết trơn á, cười thôi, vui vẻ lên. Cười rồi mọi người. Quê. Tôi là quê đúng không? Quê thì mình ôm cái ôm. Chị em mình vui vẻ với nhau là được rồi. Giờ chị em mình nhìn vô máy nè, mình cười, mình chào khán giả cái đi, rồi em xuống like nha. À là giờ mình cười cái. Dạ. Rồi mình ngồi vô. Cười thôi, cười. Cười sát vô em ơi. Cười không có cần sát vô, cười bình thường. Ê, tao ra có chồng con má rồi vậy? Mẹ ơi, mình phải làm vậy chúng sanh nó nhìn vô, nó nói mình không có diễn, hiểu không? Dễ mà ôm hôn một cái đó là tình ngủ nghị. Chứ cái con này ngộ quá, khó có gì trời, hôn một cái cơ mà. Rồi giờ làm sao? Hợp đồng tới đâu? Ê, bây giờ cái livestream này tung lên,
đơn nổ âm âm là chị ký hợp đồng 6 tháng. Mấy đứa nhanh nhanh quăng cái livestream này lên cái fanpage quán mình nha. Hoài luôn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Xích Linh Chi đến từ công ty Chân Mộc. Linh Chi thì các bạn biết rồi, rất là tốt về sức khỏe. Cũng đến từ quán Co Hai Lẫy. Đây, hôm nay có set quà này. Set quà này bao gồm bánh chưng thanh long, chảy giò thanh long, mứt thanh long. Năm sau là năm Giáp Thìn. Giáp Thìn là sao các bạn? Tết con rồng đó. Ăn càng nhiều thanh long, mọi việc càng hanh thông. Hanh thông, hanh thông, hanh thông. Mỗi set chỉ có 699. 699, 699, 699. Bao free ship. Free ship, free ship, free ship. Mời mọi người chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Cho qua. Mở ra bên trong có gì? Ơi, mở ra coi cái giả đi ra ngoài coi đi. Các bạn, đây. Bánh chưng thanh long nè. Rồi, mứt tết thanh long. Chả giò thanh long. Nói thiệt các bạn nha, set này mua giờ biếu ba mẹ thì hết bài. Ê, nè. Nè, con. Không, con tôi mà. Mẹ. Ba nè. Lẹ ra. Ba này con. Cái gì? Con. Bữa nay, gì tổ chức. Ba mẹ hả? Ừ. Bữa nay lên tìm con nè, thăm con. Con gái tụi. Em ơi, nói chuyện xong chưa? À, chưa. Hai người đó là ai vậy trời? Đang like mỏi đâu vậy? Nó nói gì like lại. Ờ, không biết cái gì. Không có gì, không có gì. Ba mẹ, lát nữa giả bộ là người nước ngoài giùm con nha. Ủa? Mày có nói gì nhiều hết á. Dạ. Là sao? Đi theo nó. Bất ngờ chưa mọi người? Đây là ba mẹ của Anna. Yeah. Đúng rồi. Tôi thích. Mới ở nước ngoài về. Ở nước ngoài không có mấy bộ đồ như vậy cho nên là ba mẹ Anna thích lắm. À, yeah, ok. Yeah. Ừ. Mọi người thông cảm. Ba mẹ đi mấy chục năm rồi. Quên tiếng Việt. À, gửi lời chào. À, ba mẹ gửi lời chào đến người xem đi ạ. Sorry. Ừ. Gì vậy? Good night. Good night. Gì vui gì goodbye vậy? Cái gì vậy em? Ba mẹ Anna bay tới bay lui nhiều á, bị chết lát cho nên nhiều khi cũng hơi nhớ nhớ quên quên một chút. Dạ. Yeah, đâu có. Ba đâu có bị lát. Có chút. Yeah. Today no bán. Bạn thử bạn thử mẹ luôn. Ba hay quá hả? Xém bể chuyện của con rồi. Bể cái gì? Ba bể cái điện thoại của ba chưa nói kìa. Điện thoại cùi bắp của ba. Mua lại bao giờ trả được? Hình ảnh của con mà bể là tiêu tan sự nghiệp đó. Bể hình ảnh hả? Con bể khúc nào chứ? Nói gì không hiểu. Thôi ba không còn hiểu đâu. Đừng phá con được rồi. Phá gì? Dạ trời đất ơi. Hả? Sao liện tôi? Tôi liện nó ai biểu ông Hưng? Mà trúng tôi nè. Ráng chịu. Để con cái nó nói vậy mà nghe được hả? Con cái nuôi khôn lớn rồi bây giờ nói chuyện với ba mẹ mình vậy đó. Thôi. Ông á, không có dạy cứ thôi hoài. Thôi. Thôi cái gì? Con nói đúng mà. Con đã nói là con không có về. Tự nhiên lên đây lôi chi? Thôi. Thôi. Muốn đánh thì đánh đi nè. Đánh xong á rồi về quê nha. Thôi. Ui anh. Trời đất ơi sao đánh tôi? Sao đưa cái đất vô chơi vậy? Mẹ. Đánh con cái gì? Vừa lòng vừa dạ không chưa? Con không muốn đuổi ba mẹ về quê. Chỉ là con không muốn mọi người biết ba mẹ không phải Việt Kiều mà còn ở dưới quê nữa. Trong khi con đang xây dựng hình ảnh sang chảnh, giàu có trên mạng. Thôi lỡ rồi. Ba mẹ đợi con đi. Giàu thì cũng về. Trời đất ơi. Mày nói mày không có đuổi. Mà những cái lời mày mới nói vừa rồi đó con, nó còn đau hơn mày đuổi ba mẹ mày về nữa đó con. Trời ơi, tôi không có chịu nổi. Thôi. Không có đứa con nào mà ăn nói hỗn láo như vậy á. Nó kêu mình đợi nó kìa. Ông đợi đi, tôi đi về. Thôi mà. Thôi cái gì? Thôi bây giờ đợi tôi chút xíu. Đợi làm cái gì? Tôi vô trong tôi lấy cái giỏ nữa. Có cái giỏ. Ui da trời đất ơi. Ê sao chơi chọi vô nách tôi bà nội? Trả cái chọi cho nó. Thank you.
Alo, em đâu? Sao để ông bả vô livestream chị vậy? Chị, ông bả là ba mẹ của chị đó chị. Sao chị suốt ngày chị lên mạng xã hội á, chị xây dựng hình ảnh, chị xây dựng thương hiệu cá nhân. Chị sống bất nhân bất nghĩa quá. Nói chị nghe nè, cái cây nó mọc mà cái rễ không chắc á, cũng không mọc tới đâu đâu. Chị làm người mà chị sống không có cội nguồn á, chị cũng không bao giờ chị ngóc cái đầu lên được nha chị nha. Một cơn gió độc mà thổi qua á, là chết ngắt. Vậy thì chị tiễn con gió độc này đi nha. Rồi Chiến Khang ơi, chị cho mình là Eculi á, mình hỏi là cái nhà này là của ai hả Khang ha? Nhà này Anna Lê Lê Thị Na. Lê Thị Na? Lê Thị Na là tên thiệt của Anna Lê hả? Nghĩ sao vậy? Anna Lê là Trâm Anh Thế Việt, là con của Việt Kiều, nghĩ sao ở cái nhà nó tiêu điều như vậy? Lê Thị Na. Eguli không thể nào tin vào mắt của mình được. Anna Lê, ở dưới quê tên là Lê Thị Na. Không lẽ người giàu mới được làm cha làm mẹ, còn người nghèo thì mình đuổi mình xuống. Vừa bất hiếu vừa sợ chó. Nhìn mấy cái đó đang là nghi nghi rồi, ở đâu ai phe mà che che nhìn ngứa mắt. Thì đó, bây giờ mọi người tin con Anna Lê nó nổ chưa? Trời ơi, nổ banh sát. Bé ơi bé, sao em báo chị hoài vậy? Chị nói gì thì tội nghiệp cho em quá. Em đâu có biết gì đâu. Em bị hại mà. Cái nhà của em, cái mặt của em, cái gì cũng của em. Tụi nó chơi em hay em chơi chị? Bây giờ người ta bom hàng quá trời. Em bị hại mà chị. Ông nói nhiều. Đó đám đông. Chị ơi. Em ơi, chớp cuối tuần này mình cancel nha em. Chị nói gì thì tội em quá. Em bị hại mà. Em đâu có biết gì đâu. Hay là em gửi chị một ít cà phê cà pháo nha chị. Ủa giờ này mà ai còn gửi quà nữa vậy? Em không biết. Chị nhận hàng giúp em rồi trả tiền em về. Nhưng tôi đâu có đặt đâu. Giọng như vậy thì sao? Giọng như vậy là định bom hàng hay sao? Bom gì? Có đặt đâu mà bom. Ai bom hàng á cũng dở cái giọng văn này trơn á. À, ăn nó lên. Đúng ảo. Bất gì nữa. Ủa sao bị giật khẩu trang mà thái độ thờ ơ vậy? Không sợ bị lộ thân phận hả? Không. Có gì đâu. Đã đến nước này, tao sẽ không giấu mày nữa. Tao là đại diện anti-fan của mày. Mày sẽ sống không được yên đâu. Rồi nói hết chưa? Gái gái, bình thường tới lúc này có sai tâm lý không? Bởi vì nếu mà bị la, bị chửi rồi đó, là mình phải cọc á, phải căng á. Mình sai tâm lý không? Không, có gì đâu. Tao là anti fan của mày. Tao sẽ bóc phốt mày đến cuối đời. Ừ, ok. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi nghĩ rằng
mối lương duyên này khó có thể nào mà tiếp tục được nữa. Vậy chào cô, tôi đi nhá. Khoan, không đi được không? Không đi, vậy cô nuôi tôi sao? Không. Vậy tôi phải đi thôi. Thôi kệ, còn anh Ti là còn hot. À! Là ai? Ai gửi mình mấy cái này? Ngon thì ra đây. Hèn hạ, bỉ ổi. Ừ, sáng nay mình nói luôn, mình là vậy đó. Ngày xưa mình nghèo, mấy bạn có coi mình không? Hay là từ khi mình sang chảnh lên, mấy bạn mới ngó tới? Mấy bạn ngồi mình là rich kid mà. Mình chú ý mấy bạn thôi. Giờ mình mất hết rồi đó. Vừa lòng mấy bạn chưa? Mấy bạn muốn mình biến mất đúng không? Mình chiều lòng mấy bạn. Suy ngẫm, bạn sẽ nhận ra là vì mình bất tài vô dụng, chứ đâu phải tại thằng nào con nào. Người ta có thể hiểu lầm bạn, xã hội có thể công kích bạn, nhưng gia đình sẽ không bao giờ bên vực bạn. Gia đình cũng có thể công kích bạn y chang. Nếu một ngày bạn cảm thấy áp lực, hãy mạnh mẽ đứng lên, mở tung cửa sổ, nhìn ra thế. Anna, gì ba? Trời ơi, tưởng ma không á, hết hồn à. Buồn lắm không? Số nợ còn đó mà chớp bị hủy đùng đùng. Tôi hiểu nỗi khổ đó mà. Nhưng mà nói nghe nè, buông bỏ chấp niệm chứ đừng buông bỏ số nợ nha. Anh, đáng lẽ ra những lúc như vậy anh phải giúp em chứ. Lúc trước anh nói tiền bạc là vật ngoại thân mà. Ngoại thân chứ đâu có ngoại lệ. Sắp tới thì có một số chuyến đi làm công đức, phóng sanh chim cò cá bể rồi đó, mà không biết kinh phí lấy đâu ra. Nhớ đó nha, động vật mà mất tự do là tại Anna đó. Sẵn đây, có
có bao lì xì xanh xanh đỏ đỏ muốn gửi cho Anna nè. Cầu chúc cho Anna cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, có tiền trả hiền nghe không? Anh, giúp em lần này nữa đi. Thôi mà, giúp hoài, không còn lần nào nữa đâu. Chào Anna. Còn dư nhiêu từ từ lại lấy nha. Hồn à, đâu ra vậy cha? Ở dư mư lên thì xuống dưới lại giùm cái. Xuống chung với tôi đi. Xuống xuống mình đi, tiện rủ tao theo. Thôi rảnh đâu. Ý là về quê với tôi. Ba mẹ tôi kêu lên kéo về đúng không? Không, tôi coi trên mạng, tôi hiểu vấn đề, tôi thấy ấy nấy. Tại tôi khờ quá, tôi bị tôi nói dụ. Thôi, xin lỗi nha. Xin lỗi cho nó cũng banh rồi. Không, chưa có banh. Tại Na đuổi ba mẹ mới banh. Ê, nói nghe nè. Đánh không đâu, chứ xoa gì mới đâu á. Đánh cũng đâu mà. Cậu cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? Đúng rồi, cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Hãy về quê đi. Không, về quê đi, có ba mẹ đang chờ đang trông đó. Tại nói là không rồi mà. Ủa, chị đứng ngồi đây chị. Thích. Về quê đi. Không. Kìa, bà ơi, bà có nhìn thấy gì chăng? Thấy gì, thấy gì? Cái cây chúng ta đã cùng nhau chăm sóc, dung bón. Từ lúc nó âu tơ đến lúc trưởng thành, nay nó đã xum xuê, ra hoa kết trái, dung cành triệu quả. Chắc có lẽ nó nghĩ rằng nó có thể tự lớn được, tự sinh tự diệt được, nên nó không cần sự chăm sóc của mình nữa rồi chăng? Ờ, cái ông này, cái cây nó không thể tự sinh tự diệt được. Cái cây nó phải có rễ. Con người phải có nguồn, có cội, cho nên ta phải tưới thì cây nó mới xum xuê, nó mới cao. À, chim kìa, chim. Cái cây có chút ép mà xum xuê cái gì trời. À, ông có nghe gì không? Nghe gì? Con chim mà ngày xưa tôi với ông nuôi nấng nó. Bây giờ nó to, nó có bự, nó đủ lông, đủ cánh. Nó bay ra khỏi tổ, nó bị ngọn gió mạnh quá đập nó cái tẹp nó chết. À, Liêu Liêu, mày chết rồi chim ơi, mày chết rồi. À, tôi biết rồi, có lẽ nó nghĩ nó đã đủ lông đủ cánh cho nên nó mới rời khỏi tổ. Ai dè đâu, sóng gió, phong ba, bão táp chắc vui, đánh tanh bành té bẹ con chim, bấy bá con chim. Lúc đó, nó mới biết chỉ có nơi đây tổ ấm gia đình là nơi bình yên nhất. Có con chim nào đâu trời. Bà ơi, ơi, bà có nhìn thấy gì không? Thấy gì? Cá kìa. Cá đâu? Bà nhìn thử coi, dưới hồ đôi cá kìa. Cá kìa có đôi cơ tình như đôi mình. Như chồng vợ, cá dưới hồ như ta trên bờ. Ba mẹ thôi đi, nhà mình có cái hồ cái ao nào đâu mà có cá. Chẳng hay, tiểu thơ nhà ai lại lạc bước đến nhà ta vậy bà? Ông quên rồi sao? Đó là con gái của chúng ta đó. Sao? Ta có con gái à? Trời ơi,
Tại sao vậy? Ông còn bình thường không? Ông ơi, chắc có lẽ con gái của mình lâu quá nó không thèm về thăm chúng ta, cho nên là ông không còn nhớ nó phải không? Trời ơi! Bởi vì tôi nghèo, cho nên tôi không xứng đáng với hình ảnh sang chảnh mà con gái nó đang xây dựng, cho nên tôi mới tự quyển quạt rằng mình không có con. Bà ơi, thật ra vợ chồng mình vô sách. Ba mẹ giận con, ba mẹ nói đi, chứ đừng có tiểu phẩm nữa. Sao? Giận à? Giận à? Làm sao mẹ giận con cho được? Mẹ thường bảo con thân gái đột trong. Mãi cái mốt nó còn đi lấy chồng. Làm sao mẹ giận con cho được? Mẹ giận cho bản thân của mẹ nè. Mẹ giận mẹ vì mẹ không được quốc tịch nước ngoài để cho con được nổ với người ta. Thôi bà ơi, vợ chồng mình đi thôi. Giờ thì ba má chịu cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mãi về bên khó lòng. Dọn hoài vậy trời, mẹ. Dọn hoài này mẹ. Dây này. Không gói phải không? Không gói, con gói là phải ăn đó nha. Có làm được không đó? Được. Được mà sao nó tẹt hoài vậy? Thì bánh tét mà. Nó phải tét thì nó mới đúng bánh tét chứ. Cô gái, cái bánh này á, ngày xưa người ta gọi là bánh tết. Sau này ông bà đọc chạy lại mới thành bánh tét. Trời, kiến thức vụt bụng. Chứ sao trời? Trời, tưởng này ngu hả? Không, đâu có tưởng vậy. Khẳng định mà. Ê, hey, đang tính phụ luôn đó. Thì phụ đi, đừng có tính nữa. Thì nào giờ của mình tôi phụ với ai? Mình sao không làm đi? Cứ ngồi đó dòm hoài, biết khi nào mới biết làm trời. Ai mướn vậy? Không còn mướn. Nhỏ lớn giờ có mình tôi phụ cô chú à. Ai dùng khoai đất này nữa. Mơn. Mơn sao quá. Mốt về làm dâu trả lại được rồi. Gì? Thôi gì? Không gì. Ê, tôi chưa bị điếc nha. Tai tôi mùi cho mùi á. Hèn gì? Thính như chó. Thính như chó. Thính như chó. Thính Ê. Như chó. Thính như chó. Để mượn đồ lấy gì làm. Ê, như một dạng cô hồn. Nó không phải khen. Thiệt á. Sao rồi? Gì? Chuyện của ba mẹ Na đó. Trời ơi, vậy à. Không có gì khác trơn á. Chiến này giận thiệt rồi.
Nai biết không, ông bà tao có câu hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng như vậy có phải làm quyền quá không? Tuy con người đứng đầu ở chủ thức ăn, nhưng đâu có nghĩa rằng chúng ta có quyền sinh sát những loài sinh vật khác trên hành tinh này. Phải rồi, hành tinh này là của chúng ta, trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh, xanh như cái mền mà Na đang phơi vậy đó. Mà Na xài bột giặt gì mà cái mền của Na giữ màu xanh sạch đẹp và an toàn quá. Cái mền chứ có phải cổng trường đâu mà xanh sạch đẹp an toàn. Người ta xài bột giặt gì thì kệ người ta, nói điên nói khùng làm ta liệu theo luôn à. Mà nói tóm lại á, là Na có muốn làm huề với ba mẹ không? Có chứ. Vậy để tôi chỉ cách cho. Ba mẹ ăn cơm. Coi gì đây? Gì? Chả giò hả? Gỏi. Ủa rồi nãy gì đây? Bánh tét. Ừ. Hay là cái bánh tè le tét lét? Giờ làm gì tanh bành té bẹ quá vậy? Qua cái miệng ông thấy ghê quá à. Bánh tét. Ừ. Trời đất ơi, cái gì mà nó như hòa tan trong miệng vậy? Như nước luôn vậy đó. Nó mềm rủi vậy. Thịt có hột vịt. Và thịt có hơi bở, nhưng mà vị ok đúng không mày? Vị là mẹ nêm. Thôi, không ăn thịt được thì giờ thử cái hột vịt coi nó làm sao. Trời đất ơi, mai tôi răng thiệt nha. Thử mà răng giả một cái coi, là cái răng nó dính vô cái lòng đỏ luôn rồi đó. Thiệt luôn á con, nghe. Muốn ăn thử, rồi kiếm điểm nào đó để khen con. Không kiếm được luôn đó. Giờ ba mà khen lương tâm nó cắn rất ghê lắm. Mà công nhận nó hay. Người ta làm á, nguyên tô nó bở hoặc nguyên tô nó dai. Thằng này nó gom vô nguyên tô vừa dai vừa bở đủ trọn bộ luôn. Tại vừa làm vừa nghe điện thoại. Ủa sao mẹ biết? Ba mày rình. Tôi rình hồi nào? Ông rình. Tôi rình, tôi lén rình, rồi tôi lén nêm luôn đó được chưa? Ừ. Bộ con còn luyến tiếc cái cuộc sống đó lắm hả con? Dạ không có. Chỉ là hồi trước con thấy đang làm ăn ngon quá, xong tự nhiên bị như vậy, giờ không biết làm gì ăn nữa. Hồi đó đó, ba mẹ đâu có sống bằng cái nghề live stream mà vẫn sống được. Sợ là không có cái nghề làm ruộng kìa, chết đói. Chưa chắc nha. Không chừng vài năm nữa là máy móc nó làm thay thế mình hết luôn. Lúc đó không tới lượt mình làm đâu. Mà bà ngộ quá. Mỗi thời mỗi khác. Sao mà tự nhiên cứ lấy cái thời mình rồi áp lên con nó sao được. Hay quá, ta đang dạy con, cái ông cứ xía xía vô, ông giỏi ông dạy đi. Con cứ làm cái công việc gì đó trên mạng của con cũng được, không sao trơn trọi. Ba thì, ba không có rành gì mấy cái chuyện mạng miết hết á. Ba thì ba thấy vậy. Nếu mình có làm á con, thì mình làm cho nó thành thật xíu. Sợ dĩ mà người ta giận con, người ta chửi con á, là bởi vì con nói những cái mà con không có. Rồi đến khi người ta phát hiện ra, ta có cảm giác gì á, à, giống như người ta bị lừa vậy đó. Chứ còn nếu như giờ mình cứ nói tình thiệt của mình đi, vậy mà người ta lại thương. Đây nè, giống cái mâm cơm nhà mình bữa nay vậy nè, đâu có sơn hào hải vị gì đâu con, đúng không? Mà kệ nó, con sao con cứ nói y chang vậy. Mình ăn gì mình nói đó. Đây nè, có chả giò nè. Có củ kiệu nè. À, rồi tôi ăn luôn nguyên cái tô thịt khọc vịt mà vừa bở vừa dai nữa. Vậy đó. Vậy là cái quan trọng á, ba nghĩ
không phải là mình ngồi đây mình ăn cái món gì. Cái quan trọng là cả nhà mình này, ngồi cùng với nhau trong cái ngày cuối cùng của năm, trong đêm giao thừa vậy nè con. Cái đó mới đáng quý. Ông ăn đi. Sao nó lên ngon cưng? Chị 20 triệu. Phụ tôi coi. Thôi dở lắm, ba mẹ đừng có ăn. Ê, để đó, đang ăn ngon mà. Dở nhưng mà ngon. Con đâu có trả tiền cho ba mẹ đâu. Ba mẹ đâu cần khen ngon. Không cần con trả tiền. Nhưng mà từ hồi đó giờ, đây là lần đầu tiên con nấu mâm cơm cho ba mẹ ăn trong đêm giao thừa. Tình cảm ấm áp lắm con à. Đúng đó con. Cái hồi mà con mới sanh ra đời á, lúc đó ba mẹ là tất cả những gì con có. Rồi tới lúc con đi học, ba mẹ chỉ còn là những ngày cuối tuần. Tới khi con vào đại học, ba mẹ chỉ còn là những kỳ nghỉ hè thôi. Rồi tới khi con đi làm, ba mẹ chỉ còn là những ngày Tết. Gia đình ăn cơm vui dữ ha. Mày vô duyên lắm luôn á. Vô thì vô đi, đứng ngoài đó nói khùng mới điên không à. Dạ con chào cô chú. Nay nhà con có thịt kho hột vịt, con mang qua cho cô chú. Ở nhà mình có hả? Vậy thôi. Thôi cái gì con, để đi đi con, để đi. Nhưng mà nhiều quá ăn sao hết. Mà mày lo quá, để đi con. Rồi bỏ đây con, bỏ đây, bỏ đây. Cảm ơn nha. Cố tôi bằng thua trông thấy. Mượn gì? Đúng nghĩa miếng thịt nè. Để thử cái coi. Mẹ kỳ quá à. Giờ tao nói mới ăn được một cái trứng đúng nghĩa luôn đó nghe. Chứ nãy ăn tưởng cái banh long không đó. Lâu quá con có thấy nhà mình ăn cơm chung với nhau hả? Mà sao ai cũng gớm gớm nước mắt vậy ta? Ý là đó giờ con nghe cơm chai nước mắt giờ mới thấy á. Ê, giờ tao mới hiểu ha, tại sao mà đến giờ phút này con gái tao vẫn chưa ưng mày đó con. Sao chú? Du duyên. Ê, sao mấy đứa đẹp đẹp này du duyên quá. Con nói vậy thôi à, chứ không có ý gì hết trơn á. Không có ý gì thiệt không? Thiệt mà hả? Con nó cà pháo bông kìa. Kìa. Khẳng định nghe con. Thôi đi. Thôi đi ra ngoài ngắm pháo bông bà. Ngồi đây lát bị lây vô duyên. Ừ. Vô duyên nó là cái bệnh truyền nhiễm đó. Nhắc nó tới cái đó rồi mà nó còn không biết. Rồi giờ tới mấy người ghiền mạng phải không? Không, tại tôi tính qua góp chút không khí mà thấy bên này cũng vui rồi thì cũng góp vô vài câu chứ. Rồi tôi ăn nói dở lắm, tôi có góp cái này nè, tôi mới chỉnh được cái clip đưa lên mạng tương tác quá trời. Giờ này mà còn tương tác nữa, muốn tương tác hay là tôi tác? Tôi tương tư.
cỡ à. Được tôi. Lòng không thể nào mà tiến công, nguyên một năm ta lo đi kiếm đồng tiền, xong ta khiến lòng phiền, cuối năm rồi ăn ngủ cũng không nguyên. Không có như ngày thường mà ta phải thay áo mới, tiền lương là phải lì xì. Khi con cháu tới đường xá thì tấp nập, người qua đã ghé lại, tết tới là thấy tim tủi chứ đâu có thấy ghé lại. Ủa vậy mắt thì ta mắt gì tết thì tết nào đến để chúng ta sum mày, bước đi hết bao giờ sau lo vui xuân này. Không đồng viên mà tên người tính thì bước không đồng đầy, được bánh chân bánh dày kêu mất. Tới trạm dừng lắm nó kêu còn tiếc nhiều thứ nhưng mà tội bảo là thôi đừng lo giờ ơi em à. Mày cười lớn xem nè, tết là phải vui chứ sao lại để buồn rầu đang xen vào. Tiếng buồn mang vang bên cầu mặt trời đi ngang trên đầu. Hai ba vô sáng trang quanh sầu. Nè nè, cái ly này là uống cho tới nha. Không trộm vía năm nay tổ đại, cảm ơn cho con nhìn thấy một tương lai bất khổ ải. Con may mắn gặp phải người kêu con có tài. Anh đạo diễn gọi làm nhạc tết cùng em trai Bạc Liêu diễn hài. Khoan chuyển mời em còn phải nói mấy câu, em chúc năm thanh nữ tú ra duyên này lấy nhau. Chúc cô bác anh chị vui vẻ thâm tâm mình không thấy sầu. Bỏ qua chuyện ngày hôm trước mình về cơm nước mình đón năm mới mình chơi cho tới. Chúc cho năm mới đủ đầy con nàng cháu đóng cả nhà vui tươi. Chúc cho rộn rã tiếng cười, cười người hôm trước không sao người cười. Năm mới nó lại đến, thêm một năm lăn lê rồi bò nết trong sân đi.